Phúc vậy thay thà. Chúng tôi không mệt đâu, nhưng còn sắp mà ấm quá. Tuổi 20, thằng em tôi sững sờ một cánh chim mảnh như nét vẽ, nhìn đổi thay như một thoáng mây. Khi chúng tôi nằm, nó vẫn ngồi nguyên đó, ngậm im lìm một cọng cỏ may. Những dấu chân lùi lại phía sau, dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất. 18-20 sắc như cỏ, dày như cỏ, yếu mềm và mẫn mịt như cỏ. Cơn gió lạ một chiều không rõ rệt, hoa chuẩn bị âm thầm trong đất. Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên hơn một điều bất chợt. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc, còn sắc mà ấm quá.